Thì đại lên luôn lũ. Dạ, giờ này mấy anh em chuẩn bị đi săn bắt cả nhà ơi. Mà cái đường đang làm quá trời đầm lầy luôn. Gửi xe ở nhà của anh Nguyên. Bữa nay đã đỡ hơn bữa á lụ. Bữa nay đã đỡ hơn bữa rồi. Bắt ốc hả chị hai? Giờ mấy anh em cũng ra tới chỗ rồi cả nhà, chuẩn bị chuyến săn bắt mà quá trời đám mưa. Gia đình mình mến chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Chị hai ơi. Giờ thì chuẩn bị kéo lưới cả nhà. Kéo lưới con kênh này giờ nước cũng vừa ngon vừa kéo luôn, tầm hơn mét. Mấy anh em ra đây kéo lưới. Bữa nay là có chị Hai, anh Tư, chị Tư với chị theo nữa. Nhiều lắm hả chị? À, lụ lụ mình chặn chỗ này nè, đua lú đua đuối ở đây, còn trên kia đổ đổ xuống. Ừ, nó nhẹ hơn. Ừ. Bữa nay kiếm vài con hàng khủng nữa anh Tư. Bữa nay chị theo bữa nay mắc mưa nữa chị ơi. Nó phải bắn tàu nạ đi đấy. Cái gì? Chốc nước sữa cái đồi nào nữa rồi. Sữa nó dắt dắt đéo nè. Trời ơi, đứt giò hả? Ừ. Đâu nữa rồi. Mày mất một miếng ngọt sớt luôn ấy. Nó dướng ha. Dướng cái gì biết không có đâu. Giờ nên tao mới gác. Mới hay à. Mới hay. Đứt giò chảy máu rồi mới hay. Sữa nó dắt cắn hồi nãy. Dòm xuống dưới thấy đỏ đỏ nữa. Được miếng nó nào. Bữa nay anh Tư với chị Tư tính đi nhổ lúa ha, cắt lúa ha anh Tư. Cắt lúa gài. Cắt lúa gài mà trời mưa với nước nhiều quá không có cắt. Mưa hồi sáng giờ rồi đâu đi được đâu. Nghỉ. Rồi xong lên đây mấy anh em đi kéo cá luôn. Chị Hai giờ mê cá với ốc rồi. Dạ anh lụ 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 ơi. Dạ. Cái này ớt tàu giờ thành ớt ớt kiểm hả? Là nó kéo lại. Lại. Lâu 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 coi kiểm tra coi còn nha. Nó không cho cho. Quá rồi. Ô nước này vừa tầm luôn anh lụ ơi. Ngay có mấy chị theo rất là vui luôn cả nhà. Sợ hả? Sợ mất hả? Kinh này nước vừa tầm là quá im luôn nè anh lụ ơi. Nước này là cá vừa chạy luôn. Mau chơi cho mau đi mau. Đấy mày chạy không nữa. Đây mình lên từ chín nha. À đi tụi bé nha. Nó đãi
Chuyến lưới đầu tiên lần nào mình cũng trúng đậm cho anh Lũ ơi. Chuyến lưới đầu tiên này coi như thế nào nè. Chừng chục con được rồi. Rồi đặt trước mình đánh ở đây là 8 con phải không ta? 8 cá lóc. Đỡ nhau. Ê, cá lóc khỏi nói luôn. Ừ. Dạ mấy anh em à, chặn lưới ở khu này lên trên khúc trên kia một tí đổi xuống cả nhà. Cái con kênh này thì cũng nửa tháng mấy anh em chưa có đi bắt lại, nay xuống đây thì bắt lại rồi như thế nào. Lũ ơi, chừng nào mình có ít vốn mình làm cái lưới phải bự chút nữa. Mua mình lưới nữa. Mình làm lưới khoảng bự càng tốt, 10 12 mét là được càng tốt. Còn mình chặn mấy kinh bự á. Lưới này nó bắn cái kinh bự không được. Ừ. Lưới mình có vừa 7 mét nè. Mấy cái kinh vừa cả 8 9 mét nè bắt được cả nhà. Còn mà kinh bự hơn chút thì khó bắt, lưới của mình không tới. Tại hôm trước là tính bắt mấy kinh vừa vừa mà gặp mấy kinh bự cá quá thì lưới nó yếu. Tới đó được đánh lụt. Tới đây được rồi. Cô chú nói mấy anh em kéo lưới nhẹ nhàng quá, dễ làm. Nói chung là mình biết với gành nữa cả nhà, nên mấy anh em làm nhẹ nhàng lắm, không có kéo mạnh. Kéo là cái chân cái dưới nó căng á, dễ lòn với lục bình. Được rồi anh Tư ơi, xa lắm rồi đó. Nó ở đó đó. Ôi quá đẹp luôn Lũ ơi. Vừa tầm luôn ha. Sát mé luôn. Quá đẹp luôn. Càng ngày nó càng giãn ra với anh Lũ. Lưới càng ngày càng giãn phải không? Hôm bữa đâu có tới đâu, bữa nay rộng nè. Thường thường ổi người ta gọi là ổi gì ta? Ổi chim. Ổi chim ị. À, ổi này ổi xưa á chị. Nó ngon nó ngọt. Giờ hôm bữa có ông anh cũng hỏi em là cái ổi lúc trước ở dưới đồng Trà Mẹt á, nhưng mà ổi cô chú chặt rồi đó nha. Nên không còn nữa. Sợ anh không hiểu á. Thì mong anh thông cảm. Mưa luôn. Mưa hoài vậy. Dao nọng nó có được đâu. Có kỳ định tối tao nó hai cho kỳ. Vô. Quên cái. Lũ ơi. Còn không nghe. Anh em đuổi từ đây lại đó cả khoảng 40 mét nha, 40 50 mét. Tại khúc trên đây cá nó nhiều.
đổ ra xuống dưới kia. Tại ở đây có cái dũng sáng cạp á, sâu. Ồ sâu vậy anh Tư. Xuống họ có lên nổi không chị hai? Ốc bên kia nhóc. Cái kinh hồn qua bển bắt ốc nhóc luôn. Vậy hồi nãy cầm cái túi lại. Lên chị hai hồ qua kia bắt. Bên kia nhiều lắm. Họ lúng hết lên luôn. Cầu cho chiến lưới đầu tiên vô 3-4 ký lượt một rồi. Vô cá phải la nghe anh Tư. Mưa lâm râm hoài luôn đó nha. Rồi hôm thì đang quay video á, mưa quá trời mưa luôn. Rồi xong có điện cái máy quay của em nó bị lỗi, tự nhiên nó tắt, nó không có lên nguồn. Đứng cho cái đại ba nó. Hả? Hả? Ồ, lên tim mày ơi. Lên tim hả? Ồ, cá lên tim à. Đâu đâu, để em lại em xem coi. Nghe có lên tim là ngon rồi. Hàng khủng rồi đó anh Lụ ơi. Trời này mưa lâm râm luôn cả nhà. Mưa sáng giờ không có tạnh nổi. Chị nó có cá rồi. Lên tim rồi. Này, mấy anh em chặn à. Chùm lại dễ dễ. Trong video cũng gửi lời cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều luôn, đã ủng hộ bấm like và đăng ký cho em. Bị tới lưới rồi cả nhà. Lên lên lên.
Ôi hang khủng. Ấy da rồi. Ờ chỗ này trống nè chị. Lên. Chừng ốc không á chị ơi, mới đạp đó. Cái gì vậy? Ôi, cô Phi. Có hàng phải không? Cô Phi có hàng này thôi. Ừ, vậy là vui rồi. Nhiều tí. Hết năm rồi à. Ôi dồi, mấy hàng nó bình nó bự nè. Kia chân là có hàng là vui rồi cả nhà ơi. Thử coi có con nào ở rừng Amazon không anh Tư? Có. Nằm ở dưới á. Vì cá bự là nằm im ghe đúng không? Cá bự là nó hả? Thiện. Cá hả? Ô, vô rồi kìa. Có cá là mừng rồi. Hả? Ô. Chừng cái lóc nó nhảy ngược trở lại nha. À đúng rồi. Cô tí, con qua con vịn cho mẹ nè. Bên đây nè. Con vịn cái dở cái lưới lên cho mẹ đi. Cái gì chứ ai? Nó thấy được từ ngay cái mặt. Rồi nó xuống sâu rồi đó anh Tư ơi. Cá nó trú dưới rồi đó. Hả? Ừ. Ồ. Thiệt á. Lên tim rồi đó, lên sình luôn kìa anh Tư. Lên sình rồi đó luôn kìa. Gà sao đuôi hết rồi. Ổ u sạc điệp ngon quá kìa. Con ếch nè hả? Lưới này chừng 5-7 con mừng. Ông đừng có mưa nữa, mưa hoài vậy ông ơi. Tạnh chừng 2 tiếng nữa con săn bắt một tí rồi hả, mưa nữa cũng được. Chuẩn bị có hàng rồi. Rồi nãy bị gì một cái rồi. Ủm lên rồi. Nó sung lên rồi. Anh tàu ngầm nằm ở trong. Tại cái phút 90 mới nhảy. Làm
Ôi. Ê, đừng cao lên, thấy bự lắm rồi. Nhảy bự vậy con vậy? Hả? Con gì nhảy bự vậy? Đại ca, đại ca. Đại ca hả? Ồ. Đúng rồi, cái chừng cẩn thận cho đó nghe anh Lụ, cho anh thấp á. Đại ca núp lùm nãy giờ không lên tiếng. Nằm im gu luôn. Để cho mấy em phát hiện trước á. Ô con nó bắt được ô lụ ơi. Hả? Bắt. Ở cái chốt này bắt á. Con nó bự ghê rồi. Đây lên luôn. Chị hai chỗ chị hai thấp nha chị hai. Đi lên đi, hết cần rồi. Nặng khéo. Chưa chị Trân thấy hàng khủng à, vui hả chị hai? Ý là mình kéo cái chân lên cái tôi kéo cái chân lên sức được luôn. Chị hai lên hết được rồi kìa. Ồ nguyên con cua. Ai lấy cái kìa. Có hàng rồi, có hàng rồi. Đó, mình kéo cái chân này mình vũ cái gác luôn. Coi dở luôn. Anh Tư hậu vệ với anh Tư. Có hàng rồi. Có hàng rồi. Qua đây rồi. Qua bên chị nè. Con nhìn Tư đầu bò. Cái càng quá trời hả? Cái sừng đó nè. Ồ cả nhóc nhẹ tay anh Tư có con ấy đó. Cá chốt quá. Cá chốt ngon không à? Cái gu nữa anh Lụ. Wow. Có hàng phóng rồi. Hả? Quả cá rồi. Cá gô, cá phi, cá sặc, cá chốt. Ngọt giòn nè. Cá phi bự. Hàng khủng mình đâu? Dưới đó, cũng nằm dưới đá. Rồi, chút chút hết. Rồi, vậy được. Quá ngon rồi. Mùa ngon cá phi dữ vậy. Thôi. Cô Phi dạ? Cô Phi bự không? Anh Năm... Mời cái kỹ cho chừng cá chốt nè. Cá chốt lắm nghe tí, con đừng nhẹ tay nha. Còn có Phi bự không nè anh Tứ?
quá ơi. Có chốt mập nè cả nhà, chân cái vậy. Ồ, ớt nữa nè, đập ớt nhảy giá này. Con ớt. Ở bọc lưới của tí. Đâu rồi? Ồ cái lóc nè. Ờ mình lụm gác hết đi. Không bắt ớt cái đi. Con ớt này mới thấy chỗ trái dừa đó. Bên đây nè. Ờ chỗ tay lũ á. Hai con ốc nè hai. Ừ, ốc nó còn nát. Ủa, vô rồi, ốc dữ lắm mà vậy Tư ơi. Cô tí con được. Ủa, ếch bự luôn. Hai ba con. Bốn con. Ơi, con đó. Cái lóc, lóc. Ở bắt ếch chứ đi. Cá chốt nha. Cô tí con đứng đàng hoàng cá chốt nha con. Cô tí. Cái lóc con hả? Tại em mới thạch lo nóng. Ừ, phi. Quá cá rồi. Ngốc thằng khủng con hả? Con hả? Tiếng lưới đầu quá ngon rồi. Đủ loại cá luôn cả nhà. Vừa nãy thấy cua bỏ đâu. Có cua đấy. Cái cua con nào mới biết nói chuyện nè. Cá chốt bỏ đi. Ô bắt bẻ gai đi. Vô tao nói cho mày. Bắt cho em. Vô nhóc hai á. Vô chỗ đi. Ổ nằm đây nè. Cái lóc hả? Được mấy con? Con ba con. Đó bên đó nữa kìa. Giòn. Ừ. Vô rồi. Hai con đó. Kìa. Vô anh Tư ơi. Mua hai con kia. Bẻ cây đi cô tí. Bẻ cây bỏ cho chú. Cái chú ngon lắm. Ồ cái lưới này. Im rồi. Lưới này cá rồi nè. Hai nhóc luôn. Một cái lụm đây. Có lưới một con nhóc. Rồi lụm cá vô đây. Nằm dùng được mấy chú, ba chú rồi. Nhóc đâu ta? Ba chú nằm dùng. Kìa bắt chú á. Trời cá. Cái vô con này thấy bự không à. Ngon quá. Cái đặc biệt này hiện. Này chiên ha. Ơi, ơi. Sực điệp này. Hết hồn hay. Cái gô nào mà mềm mềm không? Đã tí. Cái lô kiến phóng sinh đó đi chị ơi. Thả em cho về hương đồng có nội đi. Nhỏ quá. Bự chắc phóng sinh không nổi. Bự hầm xả rồi. Mưa nữa, tạnh tí cái mưa, tạnh chút cái mưa à. Vậy là tháng này có ếch nhiều quá anh Lục. Nó hao hồi hôm rồi không cắm câu nhảy. Dạ, xem chút nó dính cái chỗ coi. Vô. Có sặc ngon á anh Lục. Bắt cái sặc đi cô tí, bắt cho chú hồi chú chiên giòn. Được không á? Vô thử đặt mớ cầm khuyện ăn chắc hợp á. Kéo qua vô. Ủa ốc nó nằm ở trong một bình có khu vậy mà nhiêu đó hả ta? Mấy kilo ốc? Anh Tư dở lên anh Tư. Wow. Lưới 2-3 ký gì được rồi, 2 kg. Muốn nhiều thì cá nuôi với hầm gà. Chưa hợp nè, đi con cua đi. Hôm gài cô chú chờ đợi mình kéo lưới hôm gài. Chưa hợp á. Bỏ lâu ha, tại mất chuyện á. Đi không có được. Với phần nước lớn nước á. Kéo lưới này phải theo con nước á nha. Khi nước nó gông rồi nước nó không có gồng ở trong kinh, nước nó nằm đứng hoài vậy á,
Nhưng nó gồng mà gồng được tí à, nên kéo khó. Mà nước sát quá thì cũng kéo cũng không được. Sát quá thì cá nó không có đi á. Ốc nè. Nó nhỏ vậy á, con vịt á. Cái vịt ăn ha chị hai. À. Nhiều là vịt nó sống đủ ngày rồi. À. Mà vịt nó ăn ốc này là nó đẻ trứng bự hơn lúa hả chị? Đúng rồi. Lúa chứ nó đâu có bằng ốc. Đây, anh Nguyên ra tới rồi cả nhà ơi. Sao không chạy xe ra? Đợi đẳng xe. Sợ hả? Sợ đường hả? Ừ. Nguyên cũng à, mới lưới đầu tiên à, nhiêu ra? Không có ai giữ nhà, nhỏ em đi chợ mới về. Ừ. Trời ơi. Lưới đầu tiên nhiêu à, ok hả anh Nguyên? Ừ. Hay chạy xe đi. Và tiến hành lội qua kinh. Cái giỏ chứ. Thì hai mà tôi thấy cái chỗ mình cọp đi. Ông lạ thì tham mai mới tôm có ai nữa mà đây học cho phục có cọp đây. Có mấy? Không có. Cầm đi con lội qua ảnh nhìn chú coi. Cổng luôn. Cổng. Dạ mấy anh em à, lộ qua kênh bên kia cả nhà. Kéo lưới. Mày lúng lắm đi đội của mày làm vậy. Hả? Ôi. Đáp gì rồi? Nó muốn hả? Nó muốn ngon hồi mình về mình hái. Ờ đúng rồi, hồi hai mà về mình hái mình bỏ vô lẩu. Trời ơi. Con muốn non hả chị? Ôi, muốn ướt em muốn ướt rồi. Đó đây rồi lại mình bẻ. Hồi hồi mình bẻ sao? Quá trời con muốn ngon à. Đi tí ơi. Giờ mấy anh em cũng tới chỗ địa điểm cắm cầu dính cá chê khủng hôm bữa nữa cả nhà. Đây, kinh huyền thoại. Cắm câu lần nào cũng dính hàng khủng hết. Chuẩn bị thì chiến lưới đây, đây có hàng khủng nhiều. Tiếp thứ hai cả nhà ơi. Thì địa hình thì khỏi bàn hả lụ. Bên đây địa hình quá trời ngon rồi. Đây là ok rồi. Ừ. Nguyên ngày sáng ngày sửa đường lộ xong rồi giờ cũng ra tới. Ngứa ngày hả Nguyên? Ở đây là cá ở dưới sông có nè, bắt lên có rau muống luôn. Hương đồng có nổi. Wow. Chị Tư, cái gì vậy? Cái nè. Thấy ngon ngon nè. Nãy giờ tưởng mấy chị đắng làm gì. Quá trời cái đống con muốn. Ngon. Ngon rồi cả nhà. Nó canh chua. Chua xanh luôn. Ngon hết hồn công ty tươi không à. Non này nè, mưa á. Mưa nó tươi xanh luôn. Ủa mình vô trong đâu vậy anh Lũ? Lũ? Vô trong trên kia luôn hả? Ừ, cái đú mình dài mà. Dễ ha anh Tư? Nhẹ nhàng. Như vậy Lũ, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Cầm cái lưới này cá sắt này thì à, tới mùa cắt lúa là xe máy cắt máy cộ chở lúa chạy qua đây nha. Lấy cây này lên.
nguyên con nhện bự với anh lũ. Con nhện nhện. Đi bãi nhện nhện. Giờ mấy anh em mình nè tiến hành chiến rồi. Rau, ủa rau muống có bông hay vậy anh Tư? Cuốn là làm chừng mớ cá lóc. Cái chê khôn, cái chê nó không chạy ha lụ. Cái chê cắm câu dính nhóc vô nó không chạy ha. Đổ không em mà đuổi vô không dính nè. Cái chê nó đâu có chạy đâu. Để cho tiền bán nữa. Cái khúc đó mới giữ cá. Cái khúc này cả nhà. Ở trong mấy cái đám lá. Giống gì chân vịt đó nha. La rồi. Hồi đó em đâu có biết đâu. Mấy chú kia chân vịt cái la gì đó em đâu biết, tưởng làm gì không mà la la em rồi em đi gần á. Mà đâu mà nghe kêu vịt. Mình đi gần á. Con này mới dữ à. Cạp cạp. cái gối nó bình lên hết hồn. Xíu nó xỉu rồi. Cái gì anh Tư cạp cạp hả? Lên chị Hai ơi, lúng á. Lên đi chị, đây lúng. Lụ luôn á. Ôi con gì chạy trước quá bự kìa. Con gì chạy đó kìa, chị Tư lại coi. Con gì chạy bự lắm, ngay. Không biết nữa, nó chạy dồ quá trời chạy luôn. Không biết nữa. Tới chung nó vậy, tới đám cỏ. Chỗ đó ngay xuống á, đám cỏ đó. Con gì chạy bự lắm bự. Chạy nó chạy vô bên hả? Không, ở trên cỏ chỗ trên mặt chị Tư á. Ôi con gì bự lắm. Lẽ xuống sông rồi, chẳng lẽ gắn ra bự lắm bự. Chạy đâu rồi? Ngay chứ mà anh vô á. Đó. Con gì bự lắm. Bự lắm bự. Dính không tí? Dính nó vậy? Con gì bự lắm bự. Nó bò ngang mà em không thấy rõ. Thấy bự lắm bự.
rồi gắn con heo á, thì xuống nước lặn lặn hậu vô à. Ừ, bự lắm nó bò, bự lắm, bự. Đây caramel nè, lại cứ lưới cá nhảy hả, lên tim chưa vậy, lên tim hả, hả? Vô hả? Con gì á, con gắn hồi nãy rồi. Chắc con gắn rồi, thấy không? Nó chạy tới đây nè. Vô lưới rồi, vô lưới rồi đó. Rồi, vậy là chắc gắn rồi. Con gắn đó. Nó bò tới đây rồi mà. Ừ. Đấy, cái gì đó, cái gì? Con cá. Ồ, vậy là sao? Dạ dính gắn này bự đi. Nãy chạy bự lắm, chạy đen xì á. Ủa, không biết nữa, mình lên mé này nè anh Tư. Mình đó hả? Sợ chắc gắn nó vô rồi. Rồi chị hay ngập luôn rồi kìa. Chừng vô hàng khủng cái ngon luôn á lụ ơi. Tại cho đấy. Con lôi cua đó đi chỗ khác đi tí, giờ họ dướng lưới mình á. Ô đó, đụng lưới luôn. Không biết nữa, tung lưới bực bực vậy. Lên tim, lên tim. Có rồi. Dội 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 lưới vậy. Chuẩn bị rồi, chuẩn bị, chuẩn bị. Hàng khủng nằm im ghen đó anh Lũ ơi. Hàng khủng nằm im ghen đó đó. Đây con nhỏ này một chút thôi. Cho lên cái tết điện thoại kìa. Ú chô nữa ơi kìa quả lá. Thả lưới hả chú? Mà nó men thơ quên thô nó là cột bọc quá nhầm à. Mày tới. Thôi mày nói bé này kia hả? Ừ. Thôi mày nói bé này kia ở thấy. Quế chị ăn đấy. Một kia là cột ngốc. Trời trời lớp. Ủa vậy? Có gì vậy? Quý á. Một men có chối thôi ngay. Một có găng vô thấy rồi. Không phải gắn đâu. À con chuột nó. Ôi lên. Đây. Đó. Ô dạ. Ôi cái lóc. Cái lóc nữa, thấy kìa, mới thấy cái lóc rồi. Nè, con lóc bên đây, nè. Con gì vậy? Cái chip chứ. Đỏ. Ngơ vật.
dạ. Lên khăm đi nó. Con gì cắn chuột á? Ủa nhá. Con muối. Có cắn con kẹp, con kẹp. Đưa đây. Tí qua con đập nó đừng cho kêu tí. Cái lóc bự đó thế là lụ. Ừ. Phì chúa. Hả? Cái lóc bao nhiêu từ? Đâu? Đi lắp dừa lên đậu. Không. Nhỏ hả? Ờ. Mà nã vụ ấy, rồi sáng bỏ mẹ ô đấy. Còn muốn ăn chợn. Có bao cá đâu ta? Đây này có à. Kinh sinh nguyễn tại nhám mà. Khang ca sinh nguyễn. Ủa. Ủa phi chúa. Thôi bấm lại đây. Ngôm cô nữa đó. Nào này luôn. Ủa phi nó không ngon lụ ơi. Ủa phi nó không ngon. Nó đi nồng kiếp. Uống nó nồng kiếp thế. Quá wow, cả nhà hết nè. Bự hơn mặt tôi luôn. Con này đã đó cả nhà ha. Hết biết gần cái nửa ký. Bự quá phóng sinh đi. À, cá lóc. Cá lóc. Đây có nó mầm. Nguyên bầy cá phi luôn. Có lại cái gì vô cô cũng không thấy ta. Ừ. Hả? Chắc nó dội gì vậy. Tôi thấy nhỏ nhóc rồi. Nhỏ mình thả ra đi. Thả ra đi nguyên ơi. Ủa thì cạn vô đó coi. Cá nhỏ mình thả ra đi. Cạn vô. Ngày mốt mình bắt lại. Nuôi tại tóc mình vô à. Tại tóc mình đem. Giấu cá là gì tư? Giấu cá. Wow. Ừ. Này quá im rồi. Chị hài lôi bọc luôn. Không có được mấy hộp hồi nãy á. Ừ. Kinh đó nhiều hơn á. Đậu một tí. À, mấy anh em cũng về tới nhà. Nó mưa này. Mưa, quá trời mưa luôn. Đậu ra con. Một cá. Đủ loại hết trơn luôn. Dạ, ấy ờ quên ếch nhóc luôn nữa. Hả? Bốn luôn con ếch lận. Nó lú đầu rồi đó con. Còn nữa, còn con ếch nữa. Đổ lại đi, đổ lại. Nó đó. Có quả đấy. Cái bọc kia ếch mình còn phải không? Còn, muốn lấy tôi ếch còn. Bỏ tôi ếch đi. Cá lóc mít là đừng có đụng nha. Cắn á. Ê ếch 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 đây con ếch này con. Thả nó đi. À cả nhà. Thao cá ngon ha lụ. Ừ. Đây cỡ cỡ 5 kg à, 4 kg à. 4 kg 4 kg. 4 5 kg. Cái phi chúa nè. Cái phi bự không. Này được đâu cũng 5-7 con cá lóc. Quá trời thao cá.
giờ chuẩn bị chế biến rồi cả nhà. Lấy cái xô cái lại, lấy cái xô cái xô nhỏ lại không nữa. Mình gọng. Mình gọng cá sống đi, còn cá nó xỉu là mình mần ha. Cá xỉu mình. Mình mần ăn cá xỉu đi, còn cá sống gọng lại. Lộ mắm à. Mắm ăn canh chua gì cũng được. Canh chua có bắp chuối ngon. Đúng rồi. Giờ chị cũng làm cá xong hết rồi cả nhà. Quá rồi gỗ cá rồi. Ủa cá này có 2kg đâu hết chị? 3kg cá. Cái sặc này ngon lắm cả nhà. À, mặn mấy cá nhỏ nhỏ này. Bữa nay làm món cá kho mắm. Mất nước mình trụng mắm hả chị? Này cũng chuẩn bị xong. Hôm nay nấu mắm nè, cà với hủ qua với tỏi ớt. Ủa xả ớt chứ. Mắm nè cũng xong hết nè. Này nấu lẩu mắm bằng nước dừa. Thơm quá kìa. Đói bụng chưa anh Lũ? Đói bụng chưa? Đói rồi, đang đói nè, đói ăn cơm chưa? Gỗ cá này quá trời ngon nữa nha. Biết em mê cá gì em chi kìa. Cá gì? Cá sặc hả? Ừ. Cá sặc nó nổi mắm là đúng bài luôn rồi. Chê. Đây thì có bắp chuối, rau muống như là bắp nữa cả nhà. Quá được cái chảo mắm rồi. Này bỏ cho cả 4 lần mới hết chảo nha chị. Quả trời nó mắm rồi cả nhà ơi. Chả. Còn cá đây nữa. Bỏ ra sao? Ở ngoài à, kia thì gió quá gió luôn. Nấu chín ở trong đây thì đem ra ngoài đó dùng á cả nhà. Gió khủng khiếp. Chọn bằng cái chứ. Giỏi. Mấy anh em à, chạy cái đây gió quá trời gió luôn. Nấu chín xong đem ra đây dùng bữa. Quá rồi ra anh Tư ơi. Gió hù hù luôn. Gió. Quá rồi nha ơi. Không nên nó chín được hả Lục? Chín rồi được hả? Chín rồi. Này ăn kèm với bún, cơm. Cái này là nhìn nè, mê luôn cả nhà. Không phải gỏi rau muống. Sao con gái? Còn nữa hả chị? Tôm là quá thơm luôn rồi. Gió hù hù anh Lũ ơi. Gió quá gió. Rồi. Quá ngon rồi nha.
chị hai thì có công chuyện không có lại được nữa nha. Vô nội Nguyên, mắc cỡ gì mắc cỡ. Chị hai thì có công việc ở nhà nên không có lại dùng bữa với mấy anh em được. Thì cảm ơn chị hai rất là nhiều luôn. Vô luôn, ngồi đó luôn đi. Cô Tí con xích tới lên trang luôn đi, cô Tí cho nó dễ con. Quá ngon rồi. Giờ cũng sẵn sàng hết đi nha. Chậm không quá. Đây còn ở ngoài mớ cá nữa. Rau đầy đủ cho luôn. Quá đẹp luôn rồi. Mà hơi gió cả nhà. Cái này thì gió quá thì gió luôn. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Mày ngồi dưới đó ăn đi con. Ra đây thì nó mát nhưng mà lại hơi gió một tí. Bữa nay quá trời gió luôn. Nấu ở trong nhà đem ra đây ăn cho nó mát đó cả nhà. Gái con xích vô trong vô vô nữa đi con. Vô trong luôn. Gió hù hù luôn cả nhà. Rồi, chị Tư dùng bữa đấy. Giỏi. Sao anh Nguyên? Calamen chảy nước miếng nãy giờ luôn. Quá đẹp. Cái này à, đứng dưới gió mà nồi mắm của chị thu hút quá. Quá dứt cá ra kìa, dứt cá ra thưởng thức để họ gã hết. Mời cả nhà dùng bún với gia đình như chị luôn nha. Ngon. Không hết nói rồi.
quá tuyệt vời. Ớt trong tay chút. Mình ngọt. Nhà ớt đại hiểu. Nè. Con bự vậy. Tôm à. Tôm. Tôm. Vừa nói tôm à. Để trong bánh mì á, tôm đó. Mỗi tôi hai con tôm à. Tôi ăn rồi thì đói lỗ tai luôn. Nói tôm gì mà lạ quá. Kiếm lưới lần nào đầu tiên cũng đã ra khai dương ra là có bữa nay cá không bự mà nhiều để nhọc á, ăn ớt thì quá hơi bị sặc hả em, muốn bún con ngốc nha, mạnh mạnh vô. Bọt cá vô đây. Cái nó mềm. Cá còn nhóc nè. Đó. Còn cá bển. Lên cái đây. Nè, tới đại cá vô đó dĩa bển đi. Lại nó đi. Ra để nó gã cho mà. Nhức gan anh lụt. Ngon quá. Quá trời chảo mắm rồi cả nhà. Quá tuyệt vời. Giờ thì em cũng chuẩn bị thu xếp về trên nhà. Và bữa cơm thì em cũng tranh thủ về trước để chiều tối cả nhà. Thì rất mong cô chú anh chị xem và ủng hộ cho em. Em chân thành cảm ơn rất là nhiều. Thì chắc video của em cũng xin tạm dừng ở đây cả nhà ơi. Chào cả nhà. Hẹn cả nhà những video tiếp theo luôn nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.